Vâng, nghe ông bên em xin kính chào bà con nhé. Đây cái tổ hôm đây là bữa hôm rồi là có làm tách ra hai tổ để cắm mũ chúa này các bác này. Bây giờ con chúa thì nó đẻ nó lên ấu trùng rồi các bác ạ. Thì bây giờ là ghép nó lại. Ghép hai cái tổ đây lại thì như cái tổ này là bây giờ là nó yếu rồi. Nó yếu rồi thì bây giờ phải ghép lại. Và nó con ong nó cũng đã đen rồi. Thì bây giờ muốn mà ghép lại thì là mình phải đây các bác này thấy là quần nó xưa quần đấy nên là bây giờ là phải ghép lại thì trước tiên là ta phải làm đồng mùi các bác đây ta làm đồng mùi ông hơi xịt đi không khói mới xịt ở đây nữa. Đấy thì đầu tiên là mình phải làm đồng mùi cả hai tổ các bác. Đấy, thì sau này mình mới bắt đầu là mình tìm chúa các bác. Tìm chúa thì này là nó sẽ co lại. Nhìn luôn cơ bên ngoài thôi tại vì nó hay ra thành lắm nó trong này nó cười tối tối nhìn nó sẽ khó hơn. Bữa hôm tôi viện mà không thấy chắc nó đang đây cơ bản ong của ông nó đen hết à đen vậy là có nghĩa là hắn để trứng tướng đây chắc có tướng nhỏ địa con này đây à không phải con ong được thường ra chỗ sáng sáng này tìm dễ hơn. Ong đen xì hết rồi. Chưa thấy đâu đâu. Cầu đây bỏ đi, còn đến khi bỏ cầu đó mình bỏ ra vứt mẹ ra ngoài. Tướng này mà tìm tìm mà khó nhỉ. Là mất tướng rồi. Chắc chưa mất. Đây 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 đây, con tướng này. Đây đây, tướng này, ông thấy chưa? Đây này. Đồng cắm đít trong đó thì nó. Nó cắm đít nó vừa bỏ ra đấy. Được. Tướng này nhìn to ấy, hơi nhỏ thôi. Đây này thấy chưa đấy thì à để đây không phải chỉ nữa đâu không được chỉ để cho nó đậu bỏ một cái đó mặt thì biết căng mày mà. Ăn từ từ. Ăn từ từ. Có chứ phải xịt này chứ xịt lâu cái đấy chưa phải xịt xịt tí xịt rồi 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 rồi
đây nhá, cái cách mà đấy thì bây giờ sau khi đậu ở đây một ít này thì ông nhấc nó sang này, nhấc sang, đừng ông đừng có ép vào luôn, không ép vào luôn là hay bị gì nó cắn nhau, tại vì cái thời tiết này nó khác. Yeah. Ông xịt đi, xịt đây, đây ông xịt đây này, xịt đây nhé. Tại vì cái mùa này nó khác với cái mùa kia, mùa kia thì nó có bị mật nên nó đỡ đánh nhau hơn. Thì bây giờ để tôi làm đây nhé các bác nhé, sau khi mà đặt là mình phải đặt ngoài bát ngăn, xong là mình sẽ bắt đầu xịt lại này các bác này. Đấy, xịt lại thì đậy khoảng 30 giây các bác ạ. Đấy, 30 giây. Đấy, rồi xong rồi đặt ra. Kéo cái này vào một nửa này. Đấy, bây giờ là kéo vào nhé các bác nhé. Đấy, kéo vào giữa. Và cái này thì mình để ra ngoài các bác. Đấy, xịt để cho bác. Sau đấy là mình mới bắt đầu rút cái bát ngăn ra đây các bác này. Đấy, rút bát ngăn ra nhé. Đấy, mình áp vào. Áp vào thì mình nhìn lựa lựa coi con ong nó có cắn nhau hay không. Đấy, hãy mà thấy mà nó ngửi ngửi với nhau thì là không gì. Nhưng mà nếu như mà hắn cắn nhau là mình lại phải xịt lại để cho nó đồng mùi các bác. Thì sau đấy các bác lại xịt lại. Xịt lại mục đích là để cho nó an toàn. Ôi đấy, đấy thì như cái này thì là em đã đấy rồi, em đã xịt để cho đồng mùi và bây giờ mình cứ xịt thêm lần nữa, nhẹ nhẹ lên lần nữa để cho nó thật là đồng mùi các bác. Tại vì ong mùa này là hắn sẽ tiết nhiều pheromone ra rất là nhiều, nên là nếu như mà mùi nó khác nhau là hay cắn nhau các bác, nên là ta gọi là làm cho đồng mùi. Thế thì sau đấy là các bác cho cái bát ngăn vào. Thế thì sau đấy là các bác ra em cho coi tí cái tổ mà bữa hôm em nói với các bác một cầu, thì nay em mới lao vào được hai hôm nay, có nghĩa cái tổ một cầu đấy các bác xem coi là nó xây như thế nào đây các bác. Đấy là cái tổ một cầu, mấy cái tổ một cầu lối đây này các bác này. Đấy, thì bữa hôm em cũng đã cho các bác xem rồi. Đây là những cái tổ một cầu đây các bác. Thì đây nhớ ơi, đây nếu như mà để cho nó tự xây như vậy là nó rất là lâu các bác. Đây, nếu để tự xây là hắn xây được có thế ngày này thì các bác này. Đấy, hắn xây rất là kém. Nhưng mà nếu như mà ví dụ cái lượng quân như thế này thì nó cũng chưa đủ mấy. Thì nếu như mà để mà nguyên cho nó xây như vậy thì đến mùa mật. Để trứng rồi. Nó cắn này các bác, mật đã hết rồi. Mới bắt đầu để trứng lên ấu trùng nữa các bác ạ. Đấy, thì là mật cũng sắp hết rồi. Thì đây là mình cần phải bổ sung thêm nước đường này các bác. Nên đây là những cầu mà em tách ra một cầu đồng quân như thế này mà. Khi mà có cái con đấy là nó sẽ cắn này các bác. Đây hắn cắn này. Có nghĩa là có những con bọ cánh cứng ấy, ta hay gọi là chí giận đấy các bác.
lên ấu trùng, lên ấu trùng 2-3 ngày tuổi cái rồi. Và coi cái tổ hai cầu coi nó như thế nào, và em lao, em cũng mới lao thêm một cầu đây các bác này. Đấy là cái đợt mà em cho các bác xem đấy. Sau em sẽ nói nếu như mình muốn lên làm nhanh thì là nó như thế nào. Đây, quân thì cứ phải tầm cỡ gần 3 lớp các bác ạ. Đây, quần nó như thế này này các bác. Đấy, nó phải gần 3 lớp nhưng mà. Này là cũng nó đang ăn mặt rồi các bác. Nhưng mà xây cũng rất là kém. Bỏ cái bát ra cho bác. Bây giờ cái cùng nó hơi bé nên là đây nó xây này, nó xây như thế này là nó sẽ không chưa đảm bảo này các bác này, nghe chưa đảm bảo này, thì là tí nữa thì em sẽ làm một cái video nữa là để làm sao cho nó đảm bảo cái việc mà cầu xây nhanh từ nay đến lúc mà mình đánh mật thì nó phải lên được 4 cầu, nghe, từ 1 cầu lên 4 cầu. Thì tí nữa là cái video em sẽ làm một cái video đấy cho các bác. Ngày nay trời ơi mưa, các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất nhé.